Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Hùng, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì với hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Lê Xuân Hùng là bạn trai của chị N, mẹ đẻ của cháu M, 11 tuổi. Khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 6, tại nhà nghỉ đang xây dựng của chị N ở xã Phượng Lâu, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, Hùng đã dùng đoạn dây điện có chiều dài hơn 1 mét để đánh nhiều lần vào cháu M, khiến cháu bị bầm tím, xây sát. Theo kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm Pháp y Sở Y tế kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu M là 5%. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.